được, có cái bộ là được. Mẹ lên, mẹ lên. Ba ơi, dạ dạ dạ. Đi lái xe quay. Đi thằng 2, thằng 3. Tao muốn là nhậu tới bét luôn. Bây giờ tao sẽ chở mày đi tiếp. Thôi, nhậu bia xỉn xỉn ở đây má. Uống rượu bia vô là không lấy xe. Đi quá đây, đi quá đây em chở cho. Ok. Giờ quán thì lên xe đi, giờ tính tiếp, bàn tiếp lên lại đi. Đây là đi, là đi bút bùa luôn. Giờ đi đâu? Đi nhậu tiếp nha Hoàng. Khoan, thắt dây an toàn lại. Wow, cái này cái xích bèo. Ồ, cái xích bèo đây. Xích bèo. Biết đọc tiếng Anh luôn. Uống không? May á, may là mấy ngày nay là tôi không ăn nhậu gì, hôm nay cũng vậy luôn nên mới chở đi được đấy. Thì chọn đi, đi đâu tôi chở đi đó cho nè. Đi nhậu tiếp nha Hoàng. Đi nhậu tiếp cho chế nha. Mà sao đâu... Hiền bảo là đi karaoke mà. Thôi đi karaoke Hoàng ơi. Bây giờ từ từ ca, từ nhiều nhậu. Trai đẹp lắm. Giờ tôi thích nhậu quá, buồn quá, buồn quá. Thôi đi nha. Mới bị người yêu bỏ tao nghiệp dạ, lắm. Thôi chịu Hoàng đi thôi, nhậu. Vậy, thôi chịu. Thôi bữa sau okay. Kiếm cho chai 7-8 muối cho yên tâm bạn nha. Bạn tốt, bạn tốt. Rồi ok. Ok. Đi. Rồi yên rồi. Ôi, mất tiểu quá, coi tóc đâu rồi. Tôi ngồi xuống tôi tiểu cái ơi. Đúng rồi á, đến nãy giờ luôn nè má ơi. Uống cho lắm vào. Trời ơi, buồn má ơi, buồn buồn buồn, đừng có nói má nữa. Má ơi, bây giờ không có toilet gì nữa. Được, có cái bụi là được. Mẹ lên, mẹ lên. Ba ơi, dạ, dạ, dạ. Đi lái xe quay. Trời, bà giáo bà chạy gì ghê vậy? Trời gì trời thiệt á. Sậu chết luôn vậy á. Tại má này hay máy cho ai, dừng muốn không kịp luôn á. Tiểu ra quần tới nơi rồi. Bà giao quá, nãy xe em có gì kêu tít tít là sao vậy? Trời ơi, xe đời mới mà Santa Fe, cảnh báo điểm mù. Đó, thấy không, biểu hiện trên gương chiếu hậu. Tôi mà chi nhanh một cái mà gấp cái gì đó, có sao vượt lên. Có hai cái cảm biến hay sao là phát hiện kêu tít tít liền. Hay vậy. Trời, tôi tưởng nó gớt cái cửa ra không á chứ. Thì như tình huống vừa rồi các bạn đã xem là hôm nay Giao sẽ hướng dẫn các bạn và cách sử dụng về cái hệ thống an toàn. Đó là cảnh báo điểm mù trên Santa Fe 2019 mới. Thì hãy cùng Giao lên xe, chúng ta sẽ xem cách cài đặt và cách hiển thị của nó, cảnh báo nó như thế nào nhé. Mời các bạn. Đầu tiên ha, các bạn sẽ nhấn vào cái hình menu ở trên cái vô lăng góc bên phải bên đây. Sẽ hiển thị ra cái user settings. Và chúng ta đây, có nút gạt xuống, chúng ta chọn driver acceptance ha. Và chúng ta nhấn ok vào. Đây các bạn nhìn ở cuối, blind spot safety, đây là cảnh báo điểm mù. Và nhấn vào nhé. Như các bạn nhìn thấy thì trong đây nó có luôn cái tính năng là khóa an toàn cho MC. Đó, mình phải cài đặt tính năng này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có cảnh báo cắt ngang phía sau. Đó, nó đi đôi cùng với luôn cái hệ thống cảnh báo điểm mù. Và tiếp theo với đây luôn là có warning only là cảnh báo cho mình. Nếu bạn đặt off thì nó không hoạt động tính năng này ha. Chúng ta phải nhắn vào đây luôn. Ha, chỉ cần như vậy trên cái màn hình tablo là đã cài đặt xong. Ngoài ra bên cạnh đó các bạn nhấn vào cái nút on và off của cái hệ thống cảnh báo điểm mù này là nằm ở bên dưới cái vô lăng góc bên trái. Ở đây là hình hai cái xe đây ạ. Mình nhấn vào có sáng đèn nghĩa là hệ thống này đã on và hiển thị đầy đủ trên cái tắp lô mình là bật là on ha. Thì khi mình cài đặt như vậy là xong. Trong quá trình mình sử dụng như là các bạn này thấy trong cái tình huống vừa rồi, với một cái trường hợp mấy bạn muốn đánh lái đột ngột chuyển làn đường và có một cái xe muốn vượt phía sau lên thì nó sẽ báo hiệu nhờ cái hai cái cảm biến ở hai bên cản sau. Nó sẽ báo hiệu lên vừa một cái là âm thanh, vừa báo hiệu lên đèn trên ngay cái gương chiếu hậu cho các bạn để các bạn có thể phát hiện và xử lý tình huống kịp thời để chúng ta có thể lái xe an toàn hơn. Và sau đây là cũng là đã xong cái clip hôm nay, thì cũng hy vọng các bạn cũng like, subscribe và share clip này giùm Giao để Giao có cũng tinh thần và động lực để làm thêm những cái clip tiếp theo để có thể hướng dẫn các bạn sử dụng những cái tính năng trên xe Hyundai. Và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại clip sau nhé.